Đến thời điểm bây giờ là hai mươi mấy cái nồi bánh chưng rồi, mình mới được mở hộp một cái tai nghe có hộp to như thế này. Đấy, tất cả các cạnh nó đều nhìn rất là lớn và rất là hoành tráng. Tuy nhiên thì cái phiên bản này trông đã nhỏ hơn khá là nhiều so với phiên bản hộp của ATH M5X phiên bản có dây rồi. Phiên bản này phân biệt so với phiên bản có dây bằng việc đề gọi là ATH M5X BT. Và chiếc tai nghe này cũng sẽ có mặt trong sự kiện Headphone Show tổ chức vào ngày 29 và 30 tháng 6 này tại trung tâm hội nghị 272 Võ Thị Sáu, quận 3. Các bạn đừng quên đến để trải nghiệm nhé. Vé ra vào cổng là hoàn toàn miễn phí. Bên trong hộp lớn các bạn sẽ có một hộp nhỏ hơn. Tiếp tục mở hộp này ra với mình nha. Ở bên trong các bạn sẽ có một cái lớp vải để phủ lấy cái tai nghe của chúng ta. Nói chung là hãng làm rất là cẩn thận đây, bên trong tai nghe đây. Đồng thời là các bạn cũng sẽ có một cái bao da ở đây để chúng ta có thể bỏ tai nghe vào. Sau đó các bạn chỉ cần kéo dây lại là rất gọn gàng, có thể mang tai nghe đi đến bất kỳ đâu mà không sợ là xây xước gì tai nghe của chúng ta. Đây là một cái điểm cực kỳ tinh tế từ Audio Technica. Giờ tạm thời mình sẽ bỏ ra ngoài nhá. Ở dưới này thì các bạn sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này, và chúng ta cũng sẽ có cái cọng cáp để các bạn có thể là cắm dây vào chiếc tai nghe này, biến thành tai nghe có dây như là bình thường, không phải là Bluetooth nữa. Đồng thời là sẽ có một dây cáp kết nối từ USB Type-A sang micro USB. Tuy nhiên là ở đây thì mình đã không còn cái cọng cáp đó. Nói chung là mở hộp lại mà, nên là cái việc mất mát là chuyện bình thường. Ok, hãy quay về nhân vật chính của chúng ta nào. Về đóng hộp của tai nghe này thì mình nghĩ rằng là tuy là đơn giản nhưng mà vẫn không hề kém phần cao cấp một chút nào cả, vì như các bạn thấy đấy, chúng ta có hẳn một cái lớp vải để phủ lên tai nghe như vậy cơ mà. Và tổng quan thiết kế của tai nghe này thì nhìn em nó chẳng khác gì so với lại cái phiên bản không có Bluetooth cả. Các bạn vẫn sẽ có cái phần da bọc ở chúng ear cup của chúng ta. Tiếp theo là phần heat cup này thì các bạn vẫn sẽ là bọc da luôn. Và thật sự cái phần này này rất là mềm mại. Khi mà mình sờ vào cho mình cảm giác rất là sướng. Cũng như là mình đã trải nghiệm thử cái cảm giác đeo của mình với cái phần này này. Tuy là ở trên là bằng kim loại nhưng lúc mình đeo vào ấy, với cái phần da đỡ này thì mình hoàn toàn không hề bị cảm giác khó chịu một chút nào cả. Và cái thiết kế của tai nghe này thì theo như mình hay gọi đó chính là thiết kế rất là studio, dành cho những cái ai mà đang làm phòng thu hoặc là những bạn nào dân văn phòng nhưng mà lại là fan của tai nghe Audio Technica thì chắc chắn đây là cái mẫu tai nghe mà khi chúng ta nhìn đã là cảm thấy em nó yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Với một cái thiết kế làm bằng nhựa dày rất là chắc chắn như thế này cùng kết hợp với lại kim loại, thế nhưng tai nghe này vẫn có một cái yếu điểm mà mình nhận ra trong quá trình mình sử dụng, đó chính là ở cái phần bản lề của chúng ta, cụ thể hơn là ở cái chốt giữ này, thì cái chốt giữ này của chúng ta lại làm bằng nhựa. Vì vậy trong quá trình sử dụng, nếu như chẳng may mà các bạn quá mạnh tay hoặc là ai không biết ấy lại bẻ tai nghe ra quá thì có thể sẽ làm gãy cái chốt này và tất nhiên là sẽ hỏng tai nghe rồi, thì các bạn nên chú ý và cho ai mượn thì cũng dặn dò người ta một chút cái điểm này. Phần bọc da ở tai nghe cho mình cái cảm giác đeo rất là tốt, nó không gây ra hiện tượng khó chịu một chút nào cả khi mà mình đeo vào, cũng như là cái da này rất là mềm. Thế nhưng mà sẽ có hiện tượng là bị bí tai sau quá trình mình sử dụng khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ. Với cá nhân mình thì mình dùng 1 tiếng mình sẽ tháo tai nghe ra để cho tai nghỉ ngơi khoảng tầm 5 đến 10 phút rồi mình lại đeo lại. Và mình có tham khảo thì một số trang web có đưa ra là sau khi đeo khoảng tầm 1 tiếng sẽ bị tăng khoảng tầm 7 độ ở tai. Thì đấy là mình tham khảo được. Còn cá nhân mình thì mình cái tai nó nóng và bí thôi, nên là mình sẽ bỏ ra, mình không đeo tiếp. Khoảng 10 phút sau mình đeo vào thì ok, lại thứ bình thường. Để phân biệt giữa phiên bản thường và phiên bản Bluetooth thì có lẽ cách dễ dàng nhất để phân biệt là các bạn hãy nhìn xuống phần housing. Đối với lại phiên bản Bluetooth, housing sẽ có thêm phần tắt bật Bluetooth này. Các bạn có cổng sạc micro USB, cũng khá là tiếc nhỉ, 2019 này vẫn dùng micro USB. Ở đây các bạn sẽ có cái rác này, chúng ta có thể cắm dây vào đây và sử dụng như là phiên bản có dây bình thường. Còn ở đây là các nút điều khiển của chúng ta. Nói chung là với những cái phím điều khiển này thì mình thấy rằng là tai nghe thiết kế khá là hợp lý. Khi mà mình sử dụng thì mình cũng rất là nhanh chóng để làm quen với những cái phím này. Thế nhưng có một cái điểm mình nhận ra là trên những cái đoạt phím điều khiển này thì không hề có phím để pairing Bluetooth. Thì đây là một cái điểm mình thấy còn thiếu ở trên tai nghe này. Khi mà nói về phần kết nối thì ở trên ứng dụng của chúng ta có cái phần mềm gọi là Audio Technica. Đây là cái phần mềm giúp các bạn có thể kết nối với tai nghe dễ dàng hơn, thậm chí đã update firmware cho cái tai nghe này. Về kết nối Bluetooth giữa điện thoại và tai nghe thì sẽ hỗ trợ công nghệ Bluetooth 5.0 và có hỗ trợ aptX. Đây mình có một chiếc máy hỗ trợ aptX là chiếc Bphone 3 ở đây luôn, thì mình sẽ thử. Đồng thời là ứng dụng có ứng dụng Audio Technica, các bạn có thể tải về trực tiếp ở trên cửa hàng Play hoặc là App Store nhá. Ứng dụng giúp bạn kết nối với tai nghe này nó dễ dàng hơn, thậm chí là update firmware cho tai nghe luôn. Như các bạn thấy thì ứng dụng của mình đã nhận ra đây là tai nghe ATH M50X BT, mình sẽ nhấn vào nha. Ok, start luôn, bắt đầu. Ở trong ứng dụng này thì giao diện đơn giản, không có gì, báo bạn biết pin này, âm lượng và ở dưới này là cái phần để play nhạc, bạn đang bật nhạc gì hay không thôi. Đồng thời là khi các bạn phát nhạc qua thì máy sẽ hiện ở đây là aptX, hiện tại mình không bật nhạc nên sẽ không hiển thị cái này. Và với tai nghe này thì các bạn vẫn có một nút cảm ứng, nút đó chính là nằm ở cái logo Audio Technica bên housing mà đang có cái phần điều khiển của chúng ta đây. Với nút này thì mình thấy rằng khi các bạn giữ lâu vào sẽ tiến hành gọi Google Assistant ra hoặc là gọi Siri ra, thế nhưng nó không được nhạy lắm. Mình phải giữ khoảng tầm 3 đến 4 giây bắt đầu mới thấy cái nút này hoạt động và có lẽ là nó không phù hợp với mình, bởi vì là mình thích cái gì nó bấm nó nhanh nó nhạy hơn cơ. Tổng quan thì Audio Technica M5X BT là một chiếc tai nghe over ear Cloudback có âm thanh rất là tốt.
Nó thể hiện được cái âm bát rất là sâu và chắc, một cái giải mid ngọt ngào, cân đối, và một cái giải treble thì nó rất là chi tiết. Với cái chất âm này thì tai nghe này hoàn toàn đáp ứng được bạn rất nhiều thể loại nhạc. Như mình là một người nghe nhạc vàng, nhưng mà mình nghe tai nghe này thì mình cũng cảm giác rất là ưng ý. Thậm chí bạn nào mà thích một cái tai nghe có nhiều âm bát thì cái tai nghe này cũng đáp ứng được. Bởi vì sao? Đi sâu vào giải bát một chút chúng ta cùng nói nhá. Khả năng tái tạo âm bát của tai nghe này là rất tốt, âm bát có độ nổi khối và có độ nảy. Tuy nhiên thì tai nghe này đôi khi hơi nhấn quá nhiều ở giải hai bát, vì vậy gây ra âm bát bị ù. Đồng thời là cái âm bát của tai nghe này cũng bị ảnh hưởng khá nhiều cách đeo của các bạn. Nếu như chúng ta mà đeo đúng cách thì sẽ cho cái âm bát tốt nhất, nhưng mà sẽ bị ảnh hưởng với những bạn nào mà đeo kính, bởi vì đeo kính thì sẽ làm cho tai nghe nó không được khít hoàn toàn và ôm lấy tai, vì thế mà làm giảm bớt đi cái phần nào âm bát của chiếc tai nghe này. Giải mid là giải mà mình thích nhất ở trên M50X, bởi vì là giải mid nghe rất là ngọt ngào, chi tiết. Có thể nói là cái việc giải mid ngọt và dễ nghe, đây là một cái đặc trưng của tai nghe Audio Technica rồi. Tuy nhiên thì với cái giải mid này, các bạn sẽ có cảm giác nó hơi bị mỏng một chút và đôi khi nó sẽ bị lấn át bởi giải bass. Đặc biệt là các bạn nghe qua Bluetooth, các bạn nếu như cắm dây vào thì sẽ có trải nghiệm tốt hơn với cái tai nghe này. Về giải treble thì ở trên M50X thể hiện rất là tốt, tiếng treble này được kiểm soát tốt cũng như rất là cân bằng. Nói chung là trải nghiệm thực tế của mình thì mình thấy rằng là tiếng treble lên rất là vừa vặn, không quá sáng, nó cũng không quá gắt. Và khi mình cắm dây vào thì mình thấy rằng là tiếng bass mượt và giòn hơn. Về âm trường thì trên M50XBT chúng ta chỉ có âm trường nằm ở mức trung bình mà thôi. Bởi vì là thiết kế clawback nên các bạn sẽ cảm giác âm trường nó khá là hẹp chứ không được rộng và thoáng như những cái tai nghe open back. Về khả năng cách âm thì tai nghe này của chúng ta cho khả năng cách âm nằm ở mức khá. Các bạn đeo vào vẫn có thể nghe được tiếng giọng sếp gọi ở ngoài. Ví dụ như bây giờ bạn phải đi làm gì hay bạn phải đi photo giấy tờ, vẫn có thể nghe được sếp gọi. Nhưng mà cái tiếng tai nghe phát ra thì không ảnh hưởng quá nhiều những người xung quanh. Có thể nó chỉ bị vọng ra một chút rất là nhẹ tiếng ca sĩ hát mà thôi. Vì vậy các bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng tai nghe này trong môi trường văn phòng mà không sợ làm ảnh hưởng những người xung quanh. Về thời lượng pin của chiếc tai nghe này thì mình tham khảo được sẽ có thời lượng pin lên tới là 40 tiếng đồng hồ, tức là tương ứng với gần 2 ngày liên tục các bạn đeo tai nghe. Như vậy rất thoải mái cho chuyến du lịch của bạn. Nếu như bạn nào mà muốn mang tai nghe đi du lịch thì cũng có thể mang được, bởi vì là em nó cũng không quá nặng, mặc dù bên trong có pin khá là nhẹ thôi, so với tai nghe phiên bản có dây thì không nặng hơn quá nhiều. Và đồng thời là một cái thời lượng pin lớn như vậy nữa thì hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của các bạn khi mà đi du lịch. Có thể nói rằng phiên bản M50XBT là phiên bản nâng cấp hoàn hảo cho phiên bản M50X. Với chiếc tai nghe này các bạn hoàn toàn nghe rất nhiều các thể loại nhạc phù hợp với rất nhiều tai, và đặc biệt là những bạn nào thích sử dụng tai nghe để kiểm âm thì đây cũng là một chiếc tai nghe mà chúng ta đáng quan tâm. Các bạn vừa có thể sử dụng có dây, vừa có thể sử dụng được Bluetooth rất là tiện lợi. Vậy các bạn có mua em nó không? Hãy để ý kiến dưới phần bình luận cho mình cùng biết nhé. Nhưng bạn muốn mình làm gì thêm về chiếc tai nghe này thì cũng đừng quên để ý kiến của các bạn. Giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video lần sau.